Em à, em cho anh hỏi là em đã có người yêu chưa? Thứ nhất, em có người yêu rồi. Còn thứ hai... Đi thư viện DTU tại Cổng 3 Quang Trung vào ngày 15 tháng 5, mở cửa cho tất cả các bạn sinh viên DTU đến đây để học tập và trải nghiệm. Mọi người chỉ cần một tấm thẻ duy nhất. Cũng chưa thể đếm hết được tất cả các đầu sách ở thư viện DTU với con số lên đến gần hơn 20.000 đầu sách và 51.000 cuốn sách thì... Tuy nhiên, các bạn đừng lo, với lệ phí mượn sách một năm chỉ bằng một ly trà sữa thì chúng ta tha hồ mà bơi trong biển kiến thức, không biết lúc nào mới ra được nữa. Chơi ở đâu nữa mà chơi với một cái view triệu đô như thế này, bạn còn nỡ lòng nào bỏ qua? Sao gì? DTU thiếu gì ô? Ô sách này. Ô để đồ. Ô phòng học nhóm này. Nếu cảm thấy mệt mỏi, mượn thư viện bờ vai, thì thầm ta nói nhỏ, học DTU không bao giờ sai.